hello xin chào các cô chú các anh chị các bạn và các em ngày hôm nay các con và cháu về hết rồi cho nên là cc thoải mái lắm nè thì bây giờ để ngồi kể cho cả nhà nghe đúng ra đó là sẽ ngồi trước mặt kể nhưng mà thôi những cái hình ảnh đó mình quay được ở đây đẹp lắm mình sẽ chia sẻ qua những cái video đó để các bạn xem biết được las vegas là như thế nào Chú đã nhắn tin cho mình trước khi mà mình đi Las Vegas. Chú nói đó, chú coi những cái chương trình của mình thì chú thấy mình chia sẻ về những người lớn tuổi và chú cảm thấy thích cho nên là chú muốn được chia sẻ cái câu chuyện của chú. Chú năm nay 69 tuổi. Vợ của chú chú mới lấy cô này chỉ mới có 5 năm thôi. Nhưng mà cô này cũng đã là 52 tuổi rồi. Nhưng chú nói đó 52 tuổi kinh nguyệt đã hết Nhưng mà cái vấn đề đó đó Cô còn sung sức lắm Và cô rất là phóng khoáng Đôi khi chú thắc mắc Chú nói là chú ở bên Mỹ Mà chú cũng không nghĩ tới như vậy Nhưng mà tại sao Cô ở Việt Nam mà cô lại rành quá Thì cuối cùng chú mới biết được Là con gái của cô Bán những cái thoi Thoi set đó các bạn cái thôi mà để người ta người lớn làm chuyện ấy ấy thì um, con gái của cô bán cho nên là cô thấy cô lạ lạ cô hỏi cô tìm hiểu cho nên là vợ chú cũng có chụp hình và gửi qua cho chú và cũng nói nói về cái vụ ấy ấy thì um, chú mới nói như vậy nè anh không ở bên cạnh em cũng mấy năm rồi từ cái lúc covid là không về được Thôi thì em mua lại của con một cái đi Rồi tối hôm nay em đi vô trong phòng Hỏi con cho kỹ lưỡng nha Cách dùng, cách xài coi như thế nào Mang vô phòng Rồi live stream với anh Anh muốn coi và anh sẽ tiếp sức cho em Vì anh không biết người vợ trước của anh Thì không có như vậy Tới 50 tuổi cô ấy hết kinh là cô ấy không còn muốn nữa nói là vợ của chú nhỏ hơn chú chỉ có vài tuổi thôi cũng sáu mấy rồi vợ của chú đó là mất cách đây sáu um, năm rồi khi vợ của chú mất rồi đó thì chính gia đình của chú ở bên Việt Nam mới làm mai cái người này ở cùng xóm cho chú thì cái cô này đó là nói chung là gia đình bán gạo mà có bỏ sĩ các nơi nói chung là không phải là vựa gạo đâu nhưng mà nói chung là nhà bán gạo đó cô cũng là người rất là đàng hoàng thì um, chú đã bằng lòng khi chú về việt nam chú cưới chú cưới xong rồi bây giờ đang chờ giấy tờ để qua mỹ đó chú đang bảo lãnh năm đầu tiên thì chưa chịu đi cho nên là chú chỉ mới làm giấy tờ bảo lãnh có chú nói khoảng hai năm nay thôi à Rồi um, từ cái lúc covid tới giờ hai vợ chồng không gặp nhau cho nên là chú kêu mua một cái vào phòng thì chú mới kể đó vợ của chú đã làm theo sự chỉ dẫn của con gái mình thì cô ấy mới đầu thì sợ nhưng sau đó thì có vẻ thích thế là cứ mỗi một tháng Cô ấy làm một lần Nhưng mà mỗi lần làm Là đều gọi chồng Để live stream cho chồng coi Thì chú mới suy nghĩ Sao vợ của mình lớn tuổi rồi Mà cô dạng về những cái này quá Đôi khi mà chú nói chú đàn ông đó Mà chú cũng chưa dạng được như vậy Nhưng mà cô này lại rất dạng Hay là vợ của mình hồi xuân Cái người vợ trước của mình thì không có như vậy và chú cũng nói thật luôn lấy nhau từ việt nam qua tới mỹ thì um, chú chưa được một lần hôn lấy cô bé của vợ chú vợ lớn đó nhưng mà đối với cô sau này cô giống như một đứa trẻ còn nếu mà nói về người lớn đó, thì cô giống như là một người hồi xuân cô đòi hỏi dữ lắm và cô ham muốn về cái cái dục vọng cái tình dục nhiều lắm nhưng mà chú đáp ứng được nhưng mà đôi khi đó chú nghĩ đó sử dụng đồ giả rồi có ok hay không thế là mỗi một tháng tháng nào hai vợ chồng cũng như vậy 9 tháng trôi qua rồi thì tự nhiên tới cái ngày hôm đó đó ấy ấy với cái thoi giả đó đó thì chú mới thấy là ủa sao cô đổi cái thoi khác rồi thì cô mới chú mới hỏi ủa sao em đổi cái thoi khác rồi thì tự nhiên cái cổ mới nói rằng là um, xài cái đó một cái hoài à em chán em không có thích em muốn đổi thì um, của thiệt thì không đổi được nhưng mà của giả thì đổi được thôi thì cứ cho em ham của lạ chút đi cũng được mà thì chú nói lúc đó nói câu đó chú cũng không nghĩ gì tại vì chú nghĩ là vợ chú rất là trung thủy chú ở bên mỹ cũng khá lắm thì lúc đó chú mới hỏi là hai cái sai bằng nhau hả thì cô vợ mới nói rằng là em lấy sai lớn hơn chút chú lại tình cờ thôi thì chú lại lo lắng chú nói là trời ơi tại sao em không xài cho nó đúng sai mà con em nó chỉ mà em lại xài cái xanh nó lớn quá Rồi có đau hay không Rồi cái cửa mình nó có bị tổn thương Bị trầy xước hay là bị gì Nói chung là chú chỉ lo lắng thôi Chứ chú cũng không gì Thì cổ mới nói một câu rằng là Không anh ơi Em bôi một chút Vaseline trước Sau đó thì nó đi vào Nó lớn một chút Nó vừa Nó sướng lắm Mà nó sướng nó ước như vậy em lên tới đỉnh luôn cho nên là anh yên tâm không rác không đau không có gì chú nói chú cũng vô tình lắm chú tin vợ ghê lắm chú không để ý rồi tới một cái ngày đó tự nhiên nguyên một đám bạn lại nhà ngồi nhậu nhạc với nhau khi say say rồi thế là người này cứ lôi vợ ra rồi người thì nói ô vợ tôi đã lắm, ê rồi thế này thế kia thế nọ cứ khoe vợ người thì thế này thế kia, chú nói là thôi bạn bè chú không dám nói nhiều ha nhưng mà nói chung là cứ lôi bà vợ này ra khoe bà vợ kia ra khoe. Thế là chú mới lôi vợ chú ra khoe. Thì chính cái đề tài đó đã làm cho mọi người nhau nhau lên. Sau đó trong cái đám bạn của chú chơi có một người là bác sĩ phụ khoa nha các bạn ở bên mỹ ha thì chính cái người đó mới nói rằng là cái đó đó là để dành cho những người phụ nữ họ lớn tuổi ở mỹ đó họ không có chồng lâu lâu họ giống như là họ tự sướng nhưng mà họ không làm ra được cho nên là họ mới cần phải có cái đó nó tiếp sức họ để họ làm cho nó xuất ra thì họ mới cảm nhận được cái sung sướng đó Còn với vợ của chú đó Là giống như là bà bị ghiền Mà bà ghiền cái đó Thì hoàn toàn là không tốt Vì cái đó đó là để dành cho những cái tầng lớp khác Trong khi vợ là Việt Nam Chồng cũng là Việt Nam Cái của chồng nó không thể to bằng một cái đó như vậy được mà đã vậy bây giờ bà còn đổi qua một cái sai khác nữa thì thật sự là không có đúng cho nên là bây giờ phải ngừng liền ngay tức thì không có cho như vậy nữa khi mà đang nói chuyện như vậy đó thì chú đó chú nghe chú tỉnh luôn và chú gọi cho vợ chú đây là vị bác sĩ nha các bạn bác sĩ phụ khoa ha nói cho cổ nghe như vậy Thế là cổ nói ô ô vậy hả Cổ cũng có vẻ giật mình Rồi chú nói cái phản xạ tự nhiên Ồ cổ giật mình Cổ bắt đầu giống như Ô ô em sợ quá thế này thế kia rồi Chú cũng yên tâm và chú nói thôi Đừng có làm nữa Cái đó nó tốt nhưng mà không phải tốt cho em Với là em cũng phải nghĩ tới anh Anh đâu có bự được như vậy Đã vậy em cũng đổi qua cái sai khác Thì nói chuyện một chút Thì cổ mới nói thôi thôi anh nói chuyện với bạn bè anh đi Rồi xong thì cái người bạn bác sĩ đó đó họ phân tích họ giải thích rất kỹ rất rõ ràng cho chú này nghe và chú nghe chú hiểu các bạn biết chú như thế nào không chú đã nhờ một người cháu của chú người cháu của chú có một người bạn mà cái người bạn đó đó làm về trai bao rất là đẹp ở dưới quê thì hoàn cảnh khó khăn rồi lên đây rồi được cái là đẹp cho nên là mới đầu là không đi làm như vậy đâu các bạn gia đình ở dưới quê cũng nghèo lắm nhưng mà vì có cái tướng mạo làm ở trong một quán cà phê bồi bàn thôi thế là có người chấm dẫn mối dẫn mai gì đó rồi cũng cặp với một cái chị đó sau đó ăn quen nhịn không quen rồi được cho tiền nhiều nữa cho nên là từ ngày đó anh chàng ta bị cái cô đó đó giống như là ruồng bỏ chú nói là dùng cái chữ ruồng bỏ thì hơi sai một chút là tại vì cái cô đó đó cổ chỉ đến với cái anh trai bao này là sòng phẳng ăn bánh trả tiền nhưng mà cổ đến được mười mấy lần luôn thì tự cái anh này nghĩ rằng là cổ thích anh này cổ mê anh này với lại mỗi lần cổ đi shopping hay cổ đi đâu đó cổ không lái được xe đó là cổ cứ muốn cái anh này chở đi dùm nhưng mà không có trả thêm tiền nhưng mà bù lại thì cho anh này ăn hoặc là lâu lâu mua cho anh này cái áo cái quần gì đó cho nên anh này anh nghĩ rằng là cổ thích anh này cho nên là là bồ nhưng mà thật sự không phải là bồ vẫn là trai bao thì từ cái ngày mà cái cô đó của tìm được một người bồ thì cô nói dứt khoát với cái anh trai bao này là chấm dứt luôn. cho nên bây giờ lỡ rồi, cho nên anh trai bao này làm luôn cái nghề trai bao. cho nên chính cái chú này đã nhờ cái người trai bao này nhưng mà chú nói đừng xúc phạm tới cô, chú trả tiền hết. nhưng mà chỉ cần một cái bằng chứng, hai người cởi đồ ra hoặc là cô này cũng cởi đồ từ trong nhà tắm của đi ra, của quấn một cái khăn, anh này Thí dụ trần chuồng mà cho chú thấy cái lưng thôi cũng được không cần phải đưa hết ra cho chú vài cái tấm hình nữa thôi chú sẽ trả tiền cho anh này và lúc đó chú sẽ dứt khoát không bảo lãnh nữa mặc dầu là hiện tại bây giờ cô này đã sắp sửa được phỏng vấn chú nói chú không muốn rước một người vợ qua đây vì trước sau gì cũng sẽ bỏ chú cho nên chú nói là biết cc sắp sửa đi du lịch thành ra đó là chú cứ gửi chú gửi qua một cái câu chuyện chú viết biết không có dấu chấm phẩy và đôi khi cũng có sai lỗi chính tả rất nhiều cc ráng cố gắng chia sẻ giùm chú thì bây giờ nếu muốn chờ đợi và muốn biết xem coi coi là cái người trai bao này tới gặp được vợ của chú như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe tiếp theo vì chú nói rằng là đăng trước bao nhiêu đây đi để coi ý kiến của mọi người như thế nào nhưng mà chú biết thế nào Người ta cũng xúc phạm chú đó Nhưng mà xúc phạm chú đi Để chú có được một bài học Và từ bài học của chú Chú cũng sẽ cho mọi người rút ra những bài học khác Đây là câu chuyện có thật 100% Chú ở Arizona Và bây giờ mình xin được tạm dừng video ở đây nha Người ta đã mang đồ ăn lên phòng cho mình rồi Bây giờ mình ăn một chút ha Từ sáng tới giờ mới ăn có một tô phở thôi và bây giờ mình xin được tạm dừng video đây bye bye hẹn gặp lại cả nhà video sau i love you bye bye